mời các bạn thăm một cơ sở khai thác nõi cây gỗ sưa đỏ. Đây bây giờ đây là chúng ta đến thăm cơ sở này đang khai thác những cái loại gỗ sưa đỏ. Chết rồi, đen xì. Các thợ đang phá những cái rác đi, rác trắng đi để lấy cái lõi bên trong. Đấy, đấy cái lõi của nó đấy. Lõi của nó là màu đậm đỏ đen, đen đen đấy. Một ống chủ vậy. Đây, sau khi cây gỗ sưa khai thác về là cái lõi nó bên trong thế như này. Đấy, cái lõi đấy. Cái lõi nó ở tâm cây nó thâm đen, đỏ đen, lõi này là rất là đẹp. Lõi nó cứ nó sẫm màu đỏ đen là rất đẹp. Chưa. Đang vào khai thác phá bỏ những cái rác lõi đi, rác đi để lấy cái lõi để đi thu mua ở trong dân về, đi thu mua về, về xong bắt đầu mới phá những cái rác đi, bỏ rác đi để lấy được cái lõi thôi, mang đi cân bán cho Trung Quốc. Hàng này bán cho Trung Quốc, mang sang Trung Quốc, Trung Quốc làm những cái gì thì không biết, nhưng mà mang sang Trung Quốc bán rất là được giá, mà chỉ có Trung Quốc mới thu mua được thôi. Trong nước thì rất là rẻ. Thời điểm này thu mua gỗ sưa rất là dễ, rất là nhiều người gọi mua, gọi bán cây sưa. Hàng chất ngoại. Cây sưa như này. Hàng chất ngoại. 10, 20 triệu. Cái nõi này rất đẹp. Nõi này rất đẹp, nõi đỏ đen. Như thế là được đánh giá là loại sưa đẹp, đẹp nhất. Như kéo đen. Thu mua những cây này có giá cả hiện tại thời điểm này Trung Quốc nó vẫn chưa thu mua, vẫn cứ thu mua về các thợ khai thác xong vẫn cứ để ở kho, tồn kho rất nhiều. Ai có nhu cầu mà giữ lại thì cứ giữ, còn ai nhu cầu bán thì vẫn khai thác bỏ đi, bỏ ra, bỏ cái phần rác đi, thu mua về trong đó là phải công thợ đẽo bỏ cái rác đi thì lấy được cái lõi, Trung Quốc là chỉ cần cái lõi. Cái gỗ là một phần, cây sưa là một phần, những cái công thợ công mang về nhà công rất nhiều, cái tiền công còn nhiều hơn tiền gỗ. Đấy, các bạn xem, bây giờ một ngày công thợ này cũng là 400-500. Đây, sau khi khai thác được cái nõi cây như thế này, cái này nõi là cũng là to rồi đấy, cái này nõi như thế là nõi cây này là đẹp nhất. Đẽo được thì lại nó chưa kịp, thì để nó đi nó cũng có phần rác chẳng nó phải gạo xong rồi bán cái này, bán theo cân các bạn, bán theo cân, bán theo cân Trung Quốc là tại thời điểm này là bán rất khó, cũng là rất chậm. Đây, cái nõi xưa đẹp như thế này. Đấy, nõi đẹp. Các bạn xem video hãy đăng ký kênh và chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào các bạn. Cảm ơn.